Australia Vitamin Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc, cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho cả người lớn và trẻ em với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamin đều có trên website của công ty. Đặc biệt, Australia Vitamin cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng để gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam ra Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, tuy tình trạng dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục ổn định tại Úc, nhưng bên ngoài nước Úc, các cuộc nghiên cứu vẫn xác nhận phần biến chủng XBB.1.5 là vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt là với sự lây lan phi mã tại Trung Quốc, thì sớm muộn gì một phần biến chủng mới cũng sẽ xuất hiện, và đó là nỗi lo lắng lớn nhất của các chuyên gia. Tuy vậy, tại Queensland, y sĩ trưởng đã loan báo hạ giảm cảnh báo về dịch bệnh COVID-19 tại tiểu bang này. Còn tại Nam Úc, y sĩ trưởng vừa lên tiếng cảnh báo về nguy cơ bị sốt xuất huyết do bị mũi chích. Trong sinh hoạt chính trị, ngày Quốc khánh Úc tiếp tục bị phân hóa khi liên đảng đối lập và chính phủ lao động đang có nhiều lập luận khác nhau. Trong lĩnh vực gia cư, việc thuê mướn nhà cửa ngày càng khó khăn, đặc biệt là tại Sydney và Melbourne. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ Năm ngày 19 tháng 1 năm 2023 của Vietface TV. Đại dịch COVID-19, Queensland, nguy cơ giảm xuống mức thấp nhất. Hôm qua, y sĩ trưởng tiểu bang Queensland, bác sĩ John Gerard nói rằng COVID-19 vẫn còn tạo nhiều áp lực cho tiểu bang Queensland trong năm nay 2023 và một làn sóng dịch bệnh mới có thể xảy ra trong năm nay. Tuy nhiên, vào thời điểm này thì làn sóng thứ tư đang bắt đầu giảm hạ và bác sĩ Gerard hy vọng là các làn sóng lây lan mới không tạo nên tình trạng bệnh tật trầm trọng. Cũng theo lời bác sĩ Gerard thì sẽ còn mất rất nhiều năm để chúng ta có thể thấy được tình trạng lây lan dịch bệnh sẽ giảm hạ theo một phương thức nhất định. Tuy nhiên, vào thời điểm này thì hệ thống cảnh báo dịch bệnh theo hệ thống đèn giao thông đã được thay đổi, tức là giảm từ màu vàng sang màu xanh, là mức độ không có nhiều nguy hiểm. Với cảnh báo màu vàng thì khẩu trang được khuyến nghị tại các cơ sở y tế và bệnh viện, cũng như trên các phương tiện chuyên chở công cộng, và tại những không gian kín mà khoảng cách xã hội không thể thực hiện được. Trong khi với cảnh báo màu xanh thì khuyến nghị mang khẩu trang không còn áp dụng nữa, ngoại trừ tại các bệnh viện và các viện dưỡng lão. Bác sĩ Gerard nói rằng, đỉnh điểm của làn sóng dịch bệnh thứ tư tại Queensland đã xảy ra vào ngày 20 tháng 12, khi có 599 người nằm bệnh viện, kể cả 10 người tại ICU. Thế nhưng trong tuần này, nhân số nằm bệnh viện đã giảm xuống còn 318 người và không có ai cần phải chữa trị tại ICU. Tuy rằng một kế hoạch phòng chống dịch bệnh chung tại Úc và trên toàn thế giới chưa được chung quyết, tuy nhiên bác sĩ Gerard nói rằng, mức độ miễn nhiễm mà chúng ta có đã giảm dần sau 6 tháng, đặc biệt là thành phần lớn tuổi. Bác sĩ Gerard cũng kêu gọi cư dân Queensland là nên báo cáo cho Bộ Y tế mỗi khi thử nghiệm dương tính và nên ở nhà nếu cảm thấy không khỏe. Việc thu nhập dữ kiện về dịch bệnh vẫn là điều cần thiết để các chuyên gia dịch tễ học có thể định hướng về mức độ lây lan của COVID-19. Đại dịch COVID-19, phân biến chủng XBB.1.5 nguy hiểm như thế nào? Theo các cuộc khảo cứu, đặc biệt là tại New York, thì phân biến chủng XBB.1.5 có khả năng lây lan nhanh chóng
kể cả đối với những người đã chủng ngừa và đã bị dương tính trước đây. Tuy nhiên, điều mà các cuộc nghiên cứu này chưa thể xác định được là phân biến chủng XBB.1.5 có thể gây ra tình trạng bệnh tật trầm trọng hay không. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến nghị là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho chúng ta vẫn là chủng ngừa các mũi vaccine booster. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông báo rằng phân biến chủng XBB.1.5 đã xuất hiện tại 38 nước trên thế giới, mà số ca nhiễm đông đảo nhất là tại Hoa Kỳ với 82%, trong khi Vương quốc Anh cũng có 8% và 2% tại Đan Mạch. Trong khi trong nước Úc cũng có vài ca nhiễm XBB.1.5 tại Sydney và Melbourne. Trong khi đó, thì Ủy hội Phòng chống dịch bệnh tại châu Âu, gọi tắt là ECDC, thì nhận xét rằng biến chủng XBB.1.5 có mức lây lan nhanh hơn các chủng biến thể khác, chẳng hạn như tại Hoa Kỳ, mức độ này là 12.5%. Trong khi đó, thì tại Trung Quốc, mặc dù không có thông tin gì về việc có hay không có các ca nhiễm với XBB.1.5, thế nhưng một điều chắc chắn là số ca nhiễm vẫn đang còn lây lan ở mức độ phi mã, và quan trọng nhất là nhân số tử vong cũng đang ở mức rất cao, trong khi Úc Châu lại là quốc gia đứng đầu trong danh sách đi du lịch của cư dân Trung Quốc. Do đó, nước Úc cần phải có sự chuẩn bị cho những thay đổi của đại dịch. Do một biến thể mới từ Trung Quốc hoặc biến thể phụ XBB.1.5 đang hoành hành khắp Hoa Kỳ. Để đối phó hữu hiệu, phương thức duy nhất là cải thiện tỷ lệ chủng ngừa mũi tăng cường booster cũng như đầu tư nghiêm túc vào không khí sạch trong nhà, sử dụng khẩu trang chất lượng cao ở những nơi thông gió kém và tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng với xét nghiệm COVID-19. Hiện tại, do sự lơ là của cư dân trước sự lây lan rộng rãi, các biện pháp này đang bị giảm bớt hoặc hoàn toàn không có, và đó là mối nguy của cư dân Úc. Y tế Nam Úc cảnh báo vi khuẩn gây bệnh sốt xuất huyết Murray Valley. Hôm qua, y sĩ trưởng Nam Úc giáo sư Nicola Spurio đã cảnh báo rằng vi khuẩn gây bệnh sốt huyết và có nguy cơ dẫn đến bệnh viêm não gọi là Murray Valley Encephalitis, gọi tắt là MVE, đã được phát hiện tại những vùng bị lũ lụt thông qua những con muỗi. Do đó, Bộ Y tế Nam Úc khuyên cư dân nên cẩn thận để tránh bị muỗi đốt. Hiện nay, loài muỗi gây nên bệnh sốt xuất huyết MVE đã được tìm thấy tại 5 hội đồng thành phố là những nơi dọc theo bờ sông Murray và liên tục bị mưa lũ tấn công trong thời gian qua. Theo Bộ Y tế Nam Úc, thì loại vi khuẩn này có thể gây ra tình trạng chết người vì hiện nay chưa có thuốc chủng ngừa và cũng không có loại thuốc viên nào để diệt trừ vi khuẩn MVE này. Cảnh báo của Bộ Y tế Nam Úc được phổ biến sau khi các cảnh báo tương tự đã được loan báo bởi Bộ Y tế New South Wales và Victoria hồi tuần trước. Lần sau cùng mà bệnh sốt xuất huyết MVE đã xảy ra tại Nam Úc là vào năm 2011. Tuy nhiên, bệnh sốt xuất huyết Nhật Bản gọi tắt là JEV thì cũng đã xảy ra tại Nam Úc vào tháng 12 vừa qua tại vùng Riverland. Ngày Quốc khánh bị phân hóa, liên đảng chỉ trích chính phủ lao động. Trước đây, chính phủ Liên đảng Tự do Quốc gia tiền nhiệm đã coi ngày 26 tháng 1 là ngày quốc khánh, mà tất cả công nhân viên chức đều được nghỉ làm. Tuy nhiên, chính phủ lao động Albanese đã có sự thay đổi. Hiện nay, công chức không nhất thiết phải nghỉ việc trong ngày quốc khánh 26 tháng 1. Bởi vậy, Liên đảng đã tố cáo chính phủ lao động là đã cố tình hạ giảm sự quan trọng của ngày quốc khánh 26 tháng 1. Một phần của lý do mà chính phủ lao động thay đổi chính sách là vì ngày 26 tháng 1 tuy đã được coi là ngày quốc khánh, nhưng đa số tập thể người thổ dân lại coi đó là ngày quốc hận hoặc ngày xâm lăng. Vì ngày 26 tháng 1 năm 1788 là ngày mà đoàn tàu đầu tiên chở tội phạm từ Anh Quốc đã cập cảng Sydney, và thuyền trưởng Philip vào ngày hôm đó đã tuyên bố lục địa Úc Châu là lãnh thổ của Hoàng gia Anh Quốc. Trên căn bản, lục địa này là nơi vô chủ. Năm nay, Thủ tướng Albanese nói rằng việc công nhân viên chức nghỉ lễ hay không nghỉ lễ là tùy thuộc vào việc thu xếp giữa giới chủ nhân và công nhân. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Tài chánh Kate Gallagher nói rằng Australia đây là một ngày quan trọng, nhưng những ai làm việc đều có quyền chọn lựa một ngày nghỉ khác để điền thế vì nhiều lý do khác nhau. Và cư dân Úc cũng có nhiều quan điểm khác nhau về ngày quốc khánh này. Tuy vậy, phát ngôn viên về công vụ nghị sĩ Jan Hume của Đảng Tự do đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của chính phủ Albanese về việc cho phép công nhân viên chức tự quyết định nghỉ lễ hay không nghỉ lễ vào ngày 26 tháng 1. Ngày quốc khánh phân hóa, công nhân viên chức có thể chọn ngày nghỉ điền thế.
hàng trăm ngàn công nhân viên chức trong lĩnh vực công cũng như tư có thể có sự lựa chọn giữa việc nghỉ làm vào ngày Australia Day 26 tháng 1 hoặc vẫn làm việc vào ngày này và sẽ chọn ngày nghỉ khác để điền thế. Vấn đề chọn lựa ngày 26 tháng 1 là ngày Quốc khánh đã liên tục được tranh cãi trong rất nhiều năm qua. Thế nhưng năm nay sự phân hóa về ngày Quốc khánh 26 tháng 1 càng rõ rệt hơn, khi có hàng chục công ty trong lĩnh vực công cũng như lĩnh vực tư đã dành cơ hội cho nhân viên được lựa chọn giữa nghỉ làm việc hoặc làm việc trong ngày 26 tháng 1. Tại Úc, những tập đoàn lớn như Woolworths, Telstra, Deloitte, kể cả Viện Đại học Wollongong University đã tuyên bố là công nhân viên chức của họ có quyền lựa chọn nghỉ làm việc vào ngày 26 tháng 1 hay sẽ nghỉ làm vào một dịp khác. Đời sống hàng ngày, người thuê nhà vẫn đối diện với nhiều khó khăn. Các dữ kiện mới cho thấy người thuê nhà ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn, mà lý do chính là vì số lượng nhà cửa cho thuê hiện đang ở mức rất thấp. Người thuê nhà đã tranh nhau đến xem nhà và đôi khi đã tự đề nghị trả tiền thuê cao hơn 150 đô la so với mức độ mà gia chủ đòi hỏi để có thể thuê được căn nhà mà họ vừa xem. Theo bản tin news.com.au, thì số lượng nhà cửa cho thuê trên thị trường đang ở mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua, tức là kể từ năm 2003, và sự khan hiếm này mỗi ngày một gia tăng. Trong khi đó, thì công ty PropTrack nói rằng thị trường nhà cho thuê là thách thức lớn lao nhất cho những người thuê nhà. Cũng theo PropTrack, thì số lượng nhà cho thuê đã giảm sụt 26,3%. Tình trạng khó khăn này đặc biệt xảy ra tại Sydney và Melbourne là hai thị trường lớn nhất. Lý do là vì di dân từ nước ngoài hầu hết đều chọn định cư tại Sydney và Melbourne. Tuy nhiên, sự gia tăng giá nhà thuê tại Sydney và Melbourne thì lại không cao như những nơi khác. Cụ thể, giá nhà thuê tại Sydney đã tăng 7% trong 12 tháng qua. Con số tương đương tại Melbourne là 9,8%, trong khi Brisbane và Adelaide lại có sự gia tăng cao hơn là 11,4% ở Brisbane và 11,8% ở Adelaide. Cuối cùng là tin an toàn đời sống. Máy bay Qantas đã hạ cánh an toàn sau khi phát đi tín hiệu khẩn cấp. Ngày hôm qua, chiếc máy bay Boeing 737-800 chở 145 hành khách của hãng hàng không Qantas phát tín hiệu khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật, khiến toàn bộ sân bay Sydney được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên, may mắn là sau đó chiếc máy bay này đã hạ cánh an toàn tại sân bay ở Sydney. Chuyến bay số hiệu QF-144 của hãng hàng không quốc gia Qantas khởi hành từ thành phố Auckland của New Zealand vào sáng hôm qua thứ Tư, ngày 18 tháng 1, đã không thể vận hành với hai động cơ như thường lệ. Thay vào đó chỉ còn một động cơ hoạt động. Trục trặc kỹ thuật này đã xảy ra khi chiếc máy bay đang bay trên biển Tasman, cách điểm đến là thành phố Sydney khoảng 1 giờ bay, và lập tức phi cơ đã phát tín hiệu Mayday là tín hiệu biểu thị máy bay đang trong tình huống nguy cấp và cần được hỗ trợ ngay lập tức. Vào thời điểm phát tín hiệu Mayday, thì chiếc máy bay cũng đã đột ngột giảm từ độ cao 36.000m xuống còn 20.000m, nhưng may mắn là không gây thương tích gì cho hành khách. Lực lượng phản ứng khẩn cấp và xe cứu thương ở sân bay Sydney đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Tuy nhiên sau đó thì chiếc máy bay này đã hạ cánh an toàn tại sân bay Sydney vào giữa trưa hôm qua. Theo chuyên gia kỹ thuật của Qantas, thì việc chiếc máy bay bị hỏng một động cơ là chuyện hy hữu và rất ít khi xảy ra, và do đó Qantas sẽ mở cuộc điều tra để xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay này. Trong khi đó thì về phía hành khách, mặc dù thấy một tiếng nổ lớn giữa chuyến bay, nhưng không hề nhận ra có vấn đề cho đến khi phi công thông báo tình hình vào lúc hạ cánh. Trong khi gia đình của các hành khách có lẽ đã nghe thấy thông tin trên các phương tiện truyền thông nên đã rất lo lắng và đã liên tục gọi điện thoại cho người thân của mình trên máy bay, và tất nhiên mọi người đã thở phào nhẹ nhõm khi hay tin máy bay đã hạ cánh an toàn. Qantas được coi là một trong những hãng hàng không an toàn nhất thế giới và không gặp tai nạn chết người nào trong hơn 70 năm qua. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.